nghe nãy đùa mà thiệt nó là sáo á. Gầm mày bơm đi. Gầm mày bơm hả? Đâu? Trước hả? Ừ. Nhà em mang vừa đi. Ôi em đi gỡ đâu rồi. Này phải nhà em đâu chính. Ở nhà em bày mùa tối mức 500 á. Kho này đồ má để luôn thôi chứ lên tắt lên vào thế đó đồ má xuống nước. Má, thấy nóng nóng lông nè. Má ghê thiệt. Tắt đường. Ghê thiệt. Má lại thiệt. Hên gió bạc lên đây cái đồ mà nó chỉ thẳng rồi. Đây. Quên gật từ dưới lên cao này. Em tìm đâu đó. Gật trong nhà có luôn. Gật gì? Gật bổ lỗ. Đây. Mấy cục. Bao một cục kia. Bỏ lên cao luôn mà. Để em băng lên rồi. Thế từ dài từ đây ra đó hả? Hả? Tổng lọc. Thế thì gì đất lên đây. Nó có gì khó. Gặp một thế. Thank you.
xì cái chỗ ấm ngay chỗ cái xì chỗ này mình đắp nó được không? Dạ. Chỗ này. Như chỗ này mình đắp nó được không? Đắp sao anh? Cái cổ giờ giảm của dĩa hả? Dĩa. Nó xì giờ mình bạ miếng vô được không? Hà nó hả? Ý là giờ anh phải thay chứ ở bị xì dưới này hay xì đây này? Xì ngay chỗ có giảm á. Giảm chỗ của... này đúng rồi. Thay cái giảm. Thay tục xuống không? Kéo lên. Anh ở gần đây hả? Đây nhà. Thì ở đây khu tầm 1 anh nhít và nó lên thôi mà. Được hả? Được. Làm giùm mày. Này giờ ngay chỗ ghế đá nè. Dạ, cái xì có bước ra đây rồi. Tại vì sát sát rồi đây vắng khung thì nó mất tiền quá. Bạn nhà quay drone. Chú xài máy người rửa máy hay đâu? Lỡ biết đâu được miếng này đầy ra chứ. Quên đi. Gì? Nó có tắc kê không? Tắc kê gì? Tao biết. Đây đưa cho nó thôi mà. Đưa cái đỏ lên cho nó đi. Ai bên đây? Tắc kê nhỏ bắt càng lạnh lên chứ ơi. Không. Không mình ơi. Lồn. Không có chơi nha. Nhưng là tập 2. Dạ tập 1 ạ. Bộ sành là rưỡi thôi mà. 32 mét. Đúng rồi, 32 mét được. Mấy thằng kia cứ sợ sợ nó làm. Nó làm hai cái giếng đầm đạo. Bữa biểu khoan 32, nên khoan 26. Cái xài không được cái khoan lại 30 mét. Cái không dám lái tàu nên mình tự lái luôn. Khoan hai cái này. Hai cái giống nhau. Cái sau 32 mét rồi. Cái này nó là 32 mét rồi. Cái kiểu nó khoan được rồi, được rồi. Được đâu.
ở bên trong cái nến nha, băng cái nến nha. Để sau này ông đổ đất á. Vẫn nhớ không? Để mong đi lấy đất căng này. Ông theo để ông xây. Xây để xách đồ làm cái gì ông đi làm. Tuyệt. Ông chưa biết cái hay xui ra sao đó. Ngược xuống là cái giảm tụi chó độc phân chính à, đã có lông luôn kìa. Để bông ngoài này luôn à? Để đâu, để nhà. Hay qua ống cao trồng cũng được ha. Sao quá nó yếu chứ con. Yếu. À đúng rồi. Hai đầu thì được. Bia lần chưa để anh nghĩ. Ở cái thằng này. Hả? Bia lần chưa? Rồi. Tôi thì nghỉ ha. Mai làm tiếp. Vậy thôi. Làm đi làm hết luôn. Má là gì mà làm. Này không nói đến mua con vịt quái luôn. Phải đứng chai vô. Không mua rồi. Hả? Không mua hả? Không mua rồi. Mua là đảm bảo là ngõ ốc rồi. Ngõ ốc có luôn mèo mèo đó. Cắt ra cắt ra nè làm lại. Này đưa 500 không? Trả 500. Trả nó đó đúng. Coi thì có đúng series, đúng số này đúng kìa. Này đi mua không có tiền người ta cho đúng không? Đâu anh đi rụt hàng của chị Phương. Ăn xả này ngon ha, có hương quẹt. Xài mà vài bữa cái bãi con ốc, vài bữa cái bãi cái này cái kia đủ khổ. Chứ tính xài những dục cái đó thì không hư được. Anh chơi của bề tài người mà. Dạ liên quan. Nhà thơ hồi chiều có người nhà thơ gì đâu có nhà thơ chứ hả? Còn nhà thơ chứ ta? Đâu? Ngay cầm mì luôn á. Còn nhà thơ chứ người ta? Đúng là quên mà. Mày làm gì? Ông gọi lên xuống lắp cái bơm hoa tiền hiểu không? Mà ông nói ông ở ngay gần nhà thơ gì trá cái gì ta? Ngay cầm mì luôn á. Đủ mà hỏi mình giả xong ok rồi. Rồi em ở dưới em ở đâu? Em ở Lý Thường Kiệt.
Đi tìm việc ở chỗ nào á? Ở Sài Gòn hả? Dạ, ui xa rồi hả? Đi thôi, để gọi chủ cả. Chủ má điên rồi. Má không biết ta đừng nói, xem không biết gì gì đó, ngon thôi. Điên rồi. Làm đúng má hồ rồi cất. Mình mà kêu ở ngay đúng mà ngã ba con tàu, cầm mì qua đi, con lũ năm một gì đó, là ngon thôi. Lên lên chủ biết thôi. Không, ở cắm đường 2 gì đó. Gừng gừng ra được ha. Bất cố ngay lý thịt kiệt. Ông cha gọi à? Không, là ông người người ngoài. Ông nói gần nhà thơ gì hè? Nhà thơ lớn lắm mà. Phải nhà thơ Fatima không? Không, cái gì của cái gì tiếng Minh ha. Đâu nhà thơ Fatima quốc lộ 13 nè. Là thay Bình Thạnh á. Điên đâu. Đù mà thống nổi chứ. Cái mày bơm chưa ra tiền mà sao ra đéo cháy. Anh mày chạy ra trà gọi lên tiền ra tiền mà đủ mà. Đồ mà chưa gì rồi mà có tay nhậu rồi đó. Cú Long nay gì sớm vậy? Bà để có lên không? Ta chạy xe vậy? Xe nó mới mua rồi. Bán xe kia rồi? Đã có còn. Đúng mà. Tại mua chiếc này tại. Hả? Chiếc qua vậy? Con vợ hay anh vợ? Nhìn mặt tao không ngứa rồi. Coi một thì về mà ở lại cho lâu nha. Nhắm á. Dứt một bà hàng đây, ba viên á. Mà cũng đâu cần xét chủ yếu cái cổ này thôi chứ còn ở trong kệ chứ mất gì. Dạ. Yeah. Nào ấy, đốt cổ lên hả? Dạ đốt cổ thôi. Ăn lấy vừa đủ luôn, được không? Miệng. À, có miếng xi măng chét lại luôn hả?
mua mồi cho nó. Ăn mua mồi. Tục thòng tôi chắc phải bút bê quá. Dư dư cái luôn. Cái mày bơm bán xuống má hết tiền mua kéo luôn. Có liên quan gì đến em đâu. Mà tao mua đi ông sai đó. Có trong nhà có gì điện không? Đây là bên đang làm á. Đi kiểm tra mà. Kiểm nha. Rồi có ai có thử. Có lên được hay không? Dễ như thế nào? Về nhà làm giàu. Chục mét được. Lâu kéo ra cái lông. Không về chứ, không về hả? Vứt vứt đỏ. Cái gì cắt lên không cắt sao? Nhìn nó vào đi. Đủ món thống này chứ có cung động mà cứ sống rồi đủ má thằng điên điên. Sao sao? Đi chưa bác à? Chưa. Bác rồi. Mời lên từ đấy mới ngoài chờ kè xe nữa thế. Đi cái đường thì cho mừng ai cái đâu ra co lại con thông. Đây bỏ tôi lạnh tay. Ngồi xe đá chưa đó. Cái này sẽ dây đứt đài trong tiền rất nhiều chứ. Cao. Cao. Cao cái giang, cái đó, kẹp đó chết. Đó, đó đến đây, giữa đây đấy. Kì cho đi giao. Kéo kéo. Anh cắt được. Rồi để cắt cho, để cắt cho. Đó đi bên cắt cho. Cắt tầm ra là được bên này. Rồi đó là đó. Làm gì không phải đợi anh thống về cả, tụi bấy thịt. Bơm nhưng mà lâu rồi. Nếu mà ta lắp xong được mi sẽ nhờ ta làm đó này đúng không? Nó phải tỉnh chứ. Dạ lắp này là xong rồi. Tạp có thể ra nữa mà. Cái đầu kia hơi hát cầu đó rồi. Dạ nó mà hụt mai chân. Bình tĩnh nha anh Thông. Thông có gì bình tĩnh nghe, mua mua nhiều quá đúng là sợ đúng mà. Con đang luôn lấn bên ở đâu bên kia? Đây.
Đó, ngang đó, cắt ngang quá, cắt xuống. Cáo lên xíu. Cáo nữa. Ừ. Làm đi, đèo bao nhiêu mấy. Trời ơi, kéo cố. Cũng cơ. Đâu để đây đâu liên quan gì đâu thấy không? Giờ đâu phải đâu. Cắt một đó. Đó chỉ nó mới cắt đâu mà. Miệng ấy nên to không ạ? Ở dưới á. Ừ. Ừ. Mày đây. Em kêu thả ra. Thả ra cái kẹo bụng. Nó em sợ cái ổng bỏ về quá. Rút gạch ra. Hả? Lấy ra tí. Để hai chân đi. Biến đi. Vậy được không? Nước ai đùng vô bộ đội nó mà sợ. Đéo gì mà cả chơi. Đó, nào giờ giờ vô cổng nha. Cỡ. Ừ. Nãy giờ giữ đáy rồi, nó đứng rồi sao? À. Nước đáy rồi cầm 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 lên trên lưng. Tài tối rồi đừng ra đây cho tài. Rồi. Cụ má tay chim luôn. Điền đi.
chuẩn mà. Lúc mới nó còn êm nữa, hôm nay luôn á. Hai mới vừa ra hai bạc đạo có 200.000 cái thôi đó. Này để dưới hầm là không nghe gì cả. Rồi xong coi. Xong tao dùng mới. Dạ. Xong tao dùng mới. Tối rồi nhồi nhẹ với mái coi. Trời ơi.